Kinh văn: Âm, pháp thị nguyện dĩ, chí tâm xưng niệm ngã chi danh tự, diệt ưng chuyên niệm ngã bổn sư A-di-đà Như Lai, nhiên hậu tức đương tụng thử, đà la ni thần chú, nhất túc tụng mãn ngũ biến, trừ diệt thân trung bách thiên vạn ức kiếp, sanh tử trọng tội. Nghĩa: Phát những nguyện này xong, hãy chí tâm xưng niệm danh hiệu của con, và cũng phải chuyên niệm danh hiệu đức bổn sư của con là đức A-di-đà Như Lai, sau đó phải luôn trì tụng thần chú Đà La Ni này. Nếu mỗi đêm tụng đủ 5 biến, thì có thể tiêu trừ được trọng tội trong 100.000 muôn ức kiếp sanh tử. Lược giảng: Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch cùng Đức Phật, sau khi các chúng sanh phát tâm thọ trì chú Đại Bi đã phát những nguyện này xong, hãy chí tâm xưng niệm danh hiệu của con, Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị muốn thọ trì chú Đại Bi thì trước tiên mỗi người phải đối trước Quán Thế Âm Bồ Tát mà lập 10 thệ nguyện như trên, rồi kế đến là phải chí tâm xưng niệm danh hiệu của Ngài, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát. Chí tâm tức là thành tâm thành ý, một lòng một dạ. Và cũng phải chuyên niệm đức bổn sư của con. Các chúng sanh đó nếu chỉ niệm danh hiệu của con thôi thì vẫn còn chưa đủ. Họ cần phải chuyên tâm trì niệm cả danh hiệu của bổn sư của con nữa. Bổn sư của con là ai ư? Chính là Đức A-di-đà Như Lai. Bởi uống nước nhớ nguồn, cho nên chúng ta cần phải biết nghĩ đến Đức Phật A-di-đà, vốn là thầy của Quán Thế Âm Bồ-Tát tự thuở ban sơ. Do đó, chúng ta cũng cần phải niệm Nam-mô A-di-đà Phật nữa, chứ không phải chỉ niệm Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-Tát mà thôi. Sau đó, phải luôn trì tụng thần chú Đà-la-ni này. Trước hết, các chúng sanh đó phải niệm danh hiệu của con, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi tiếp đến là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư của con, Nam Mô A Di Đà Phật, và sau đó mới bắt đầu tụng thần chú Đà La Ni. Nếu mỗi đêm tụng đủ 5 biến, thì có thể tiêu trừ được trọng tội trong 100.000 muôn ức kiếp sanh tử. Mỗi tối, nếu quý vị có thể chuyên cần trì tụng chú Đại Bi đủ 5 biến đều đặn như thế, thì có thể khiến cho bao nhiêu nghiệp chướng mà bản thân quý vị trót gây tạo đều được tiêu trừ. Trọng tội trong 100.000 muôn ức kiếp sanh tử, tức là những tội lỗi thâm trọng mà chúng ta đã tạo tác trong quá trình luân hồi, lẩn quẩn, sanh rồi chết, chết rồi lại tái sanh, lặp đi lặp lại mãi trong suốt cả hàng trăm ngàn vạn ức kiếp. Kinh văn: Âm, Quán Thế Âm Bồ Tát phục bạch Phật ngôn: Thế Tôn, nhược chư nhân thiên tụng trì Đại Bi chương cứu giả, lâm mạng chung thời, thập phương chư Phật giai lai thọ thủ, dục sanh hạ đẳng Phật độ, tùy nguyện giai đắc vãng sanh. Nghĩa: Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu chư nhân thiên tụng trì thần chú Đại Bi, thì lúc lâm chung, mười phương chư Phật đều đến cầm tay tiếp dẫn, và muốn sanh về cõi Phật nào cũng đều được tùy nguyện vãng sanh. Lược giảng: Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu chư nhân thiên tụng trì thần chú Đại Bi, thì lúc lâm chung, mười phương chư Phật đều đến cầm tay tiếp dẫn. Giả sử các chúng sanh trong cõi người và cõi trời tụng trì chú Đại Bi này, thì đến lúc hấp hối, họ sẽ được chư Phật từ khắp mười phương hiện đến và đưa tay tiếp dẫn, đích thân nắm tay họ mà dắt về cõi nước của các ngài. Và muốn sanh về cõi Phật nào cũng đều được tùy nguyện vãng sanh. Lại nữa, các chúng sanh này muốn sanh về cõi Phật nào thì đều được vãng sanh về cõi Phật đó, đúng như ước nguyện của họ. Kinh văn: Âm, phục bạch Phật ngôn: Thế Tôn, nhược chư chúng sanh tụng trì Đại Bi thần chú, đọa tam ác đạo giả, ngã thệ bất thành chánh giác.
tụng trì đại bi thần chú giả, nhược bất sanh chư Phật quốc giả, ngã thể bất thành chánh giác. Tụng trì đại bi thần chú giả, nhược bất đắc vô lượng tam muội biện tài giả, ngã thể bất thành chánh giác. Nghĩa, lại bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu các chúng sanh tụng trì thần chú đại bi mà còn bị đọa vào ba ác đạo, thì con nguyện sẽ không thành chánh giác. Tụng trì thần chú đại bi, nếu không được sanh về các cõi nước của chư Phật, thì con nguyện sẽ không thành chánh giác. Tụng trì thần chú đại bi, nếu không chứng đắc vô lượng tam muội và biện tài, thì con nguyện sẽ không thành chánh giác. Lược giảng, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu các chúng sanh tụng trì thần chú đại bi mà còn bị đọa vào ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì con nguyện sẽ không thành chánh giác. Như vậy, nếu tất cả những chúng sanh tụng trì chú đại bi đều không còn bị đọa vào ba đường ác, thì Quán Thế Âm Bồ Tát mới thành Phật. Tụng trì thần chú đại bi, nếu không được sanh về các cõi nước của chư Phật, thì con nguyện sẽ không thành chánh giác. Giả sử có người trì niệm thần chú đại bi và phát nguyện muốn được sanh về quốc độ của Đức Phật nào đó, nếu người ấy không được toại nguyện, thì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ không thành Phật. Tụng trì thần chú đại bi, nếu không chứng đắc vô lượng tam muội và biện tài, thì con nguyện sẽ không thành chánh giác. Giả sử có người trì niệm thần chú đại bi mà lại chẳng chứng được vô lượng tam muội cùng đại biện tài, không có được khả năng biện luận và giảng kinh thuyết pháp, cũng chẳng được khai mở đại trí huệ, thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng sẽ không thành Phật. Kinh văn. Âm, tụng trì đại bi thần chú giả, ư hiện tại sanh trung, nhất thiết sở cầu, nhược bất quả toại giả, bất đắc phi đại bi tâm đà la ni giả, duy trừ bất thiện, trừ bất chỉ thành. Nghĩa, tụng trì thần chú đại bi mà nếu ngay trong đời hiện tại, tất cả những sự mong cầu lại không được kết quả toại ý, thì không gọi là đại bi tâm đà la ni, chỉ trừ bất thiện, trừ chẳng trí thành. Lược giảng, Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch cùng Đức Phật rằng, những người tụng trì thần chú đại bi mà nếu ngay trong đời hiện tại, tất cả những sự mong cầu lại không được kết quả toại ý, không được mãn nguyện, thì thần chú này không gọi là đại bi tâm đà la ni. Tuy nhiên, có một điều chúng ta cần phải lưu ý trước, đó là các trường hợp ngoại lệ, chỉ trừ bất thiện, trừ chẳng chí thành. Chỉ trừ bất thiện, nếu quý vị một mặt thì tụng chú đại bi, mặt khác lại đi giết người, cướp của, hoặc tà dâm, vọng ngữ, rượu thịt say sưa, chẳng từ một việc xấu nào cả, thì hẳn nhiên là thần chú sẽ không hiển linh, không công hiệu. Bất thiện là bao gồm hết thảy mọi hành vi bất chánh, tà vậy như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Trừ chẳng chí thành. Nếu quý vị tụng niệm qua loa cho có lệ, nói là muốn thử xem chú đại bi có thật sự linh nghiệm hay không, như thế có nghĩa là quý vị không có lòng thành. Quý vị không có ý muốn thử thì chú sẽ linh ứng. Xong nếu quý vị muốn thử thì chú sẽ chẳng hiển linh. Vì sao ư? Vì Phật và Bồ Tát không phải là đối tượng để cho quý vị tùy tiện thử thách, thí nghiệm. Các ngài không cần quý vị đến thử nghiệm. Chư Phật và chư Bồ Tát có thể thử nghiệm chúng sanh, xong chúng sanh không được phép thử nghiệm các ngài. Do đó, nếu quý vị rắp tâm muốn thử xem sự việc sẽ như thế nào, tức là quý vị không có lòng chí thành, mà không có lòng thành khẩn tha thiết thì chẳng thể nào có sự cảm ứng linh nghiệm được. Kinh văn. Âm, dược chư nữ nhân, yếm tiện nữ nhân, dục thành nam tử thân, tụng trì đại bi đà la ni chương cú,
nhược bất chuyển nữ thân thành nam tử thân giả, ngã thể bất thành chánh giác, sanh thiểu nghi tâm giả, tất bất quả tọa giả. Nghĩa: nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn thành thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi Đà La Ni, như không được chuyển thân nữ thành thân nam, thì con thề sẽ không thành chánh giác. Người nào còn sanh chút lòng nghi, tất không được toại nguyện. Lược giảng: nếu các người nữ chán ghét thân nữ, không muốn phải sanh làm người nữ nữa, muốn thành thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi Đà La Ni, như không được chuyển thân nữ thành thân nam, thì con thề sẽ không thành chánh giác. Sự chuyển thân nữ thành thân nam này không phải là sẽ xảy ra ngay trong đời hiện tại, mà là ứng vào đời sau trong thời vị lai. Vậy, giả sử những người nữ ao ước được làm người nam đó siêng năng trì niệm chú Đại Bi, mà đến đời sau họ lại không được sanh làm thân nam, thì Quán Thế Âm Bồ Tát quyết sẽ không thành Phật. Người nào còn sanh chút lòng nghi, tức không được toại nguyện. Tuy nhiên, nếu trong lòng quý vị có dấy lên dù chỉ một mảy may hoài nghi, thì sự mầu nhiệm sẽ chẳng bao giờ xảy ra, và do đó tâm nguyện của quý vị sẽ không được thành tựu. Kinh văn: âm, nhược chư chúng sanh xâm tổn thường trụ ẩm thực tài vật, thiện Phật xuất thế bất thông sám hối, tủng sám diệt bất trừ diệt, kim tụng Đại Bi thần chú tức đắc trừ diệt. Nghĩa: nếu các chúng sanh xâm tổn tài vật, đồ ăn thức uống của thường trụ, thì dẫu 1000 Đức Phật ra đời cũng chẳng được sám hối, mà dù có sám hối cũng không tiêu trừ được. Nay tụng thần chú Đại Bi thì tức khắc được tiêu trừ. Lược giảng: nếu các chúng sanh xâm tổn tài vật, đồ ăn thức uống của thường trụ. Thường trụ tức là nhà chùa. Những kẻ đến chùa ăn uống, tiêu thụ Phật thực của chùa mà không cúng dường tiền lại, hoặc mượn đồ dùng của chùa rồi không trả, lạm dụng tài vật của chùa, thì sẽ mang tội rất nặng. Tội ấy thì dẫu 1000 Đức Phật ra đời cũng chẳng được sám hối. Chư Phật không thể hứa khả cho họ sám hối, mà dù có sám hối cũng không tiêu trừ được. Cái tội xâm chiếm hoặc làm hao tổn thực phẩm và tài vật của chùa chiền rất nghiêm trọng. Cho dù các chúng sanh đó có đối trước chư Phật mà khẩn cầu sám hối, thì tội lỗi cũng chẳng thể tiêu tan. Thế nhưng nay tụng thần chú Đại Bi thì tức khắc được tiêu trừ. Nếu ngay bây giờ họ trì tụng chú Đại Bi, thì bao nhiêu tội chướng sẽ lập tức tiêu tan. Kinh văn: âm, nhược xâm tổn thực dụng thường trụ ẩm thực tài vật, yếu đối thập phương sư sám tạ, nhiên thủy trừ diệt, kim tụng Đại Bi Đà La Ni thời, thập phương sư tức lai vi tác chứng minh, nhất thiết tội chướng tức giai tiêu diệt. Nghĩa: nếu xâm tổn tài vật, đồ ăn thức uống của thường trụ, thì phải đối trước 10 phương sư mà sám hối mới có thể tiêu trừ. Nay tụng Đại Bi Đà La Ni thì 10 phương sư liền đến chứng minh, tất cả tội chướng đều được tiêu tan. Lược giảng: nếu xâm tổn tài vật, đồ ăn thức uống của thường trụ, thì phải đối trước 10 phương sư mà sám hối mới có thể tiêu trừ. Những kẻ dám chiếm đoạt hoặc gây tổn thất hư hại cho tài sản, đồ ăn thức uống của nhà chùa, thì phải đối trước chư đại sư ở khắp 10 phương, cũng chính là 10 phương chư Phật, để sám hối tạ tội, thì may ra nghiệp tội tày trời của họ mới có thể được tiêu tan. Tuy nhiên, những kẻ đó nếu nay tụng Đại Bi Đà La Ni thì 10 phương sư liền đến chứng minh, tất cả tội chướng đều được tiêu tan. Chỉ cần ngay bây giờ những kẻ ấy bắt đầu thành khẩn tụng trì chú Đại Bi, thì 10 phương chư Phật sẽ đến để chứng giám cho họ, và mọi tội lỗi nghiệp chướng của họ liền được tiêu tan. Kinh văn: âm,
nhất thiết thập ác ngũ nghịch, bán nhân, bán pháp, phá trai, phá giới, phá tháp, hoại tự, thâu tăng, kỳ vật, ô tịnh phạm hạnh, như thị đẳng nhất thiết, ác nghiệp trọng tội, tất giai diệt tận. Nghĩa: tất cả các tội thập ác ngũ nghịch, bán nhân, bán pháp, phá trai, phá giới, phá chùa, hủy tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh thanh tịnh, bao nhiêu nghiệp ác tội nặng như thế đều được dứt sạch. Lược giảng: tất cả các tội thập ác ngũ nghịch. Thập ác tức là 10 việc ác: 1. Sát sanh, 2. Trộm cắp, 3. Tà dâm, 4. Tham lam, 5. Sân hận, 6. Si mê, 7. Nói lời thêu dệt, 8. Nói lời gian dối, 9. Nói lời hung ác, 10. Nói lời đâm thọc, nói lưỡi đôi chiều. Ngũ nghịch là 5 tội nghịch tày trời: 1. Giết cha, 2. Giết mẹ, 3. Giết bậc A-la-hán, 4. Phá sự hòa hợp của tăng chúng, 5. Làm cho thân Phật chảy máu. Bán nhân, bán pháp. Bán nhân tức là hủy bán, chê bai, bôi nhọ người khác. Thí dụ, người ta vốn là một vị tu hành có đạo đức mà mình lại buông lời miệt thị: ôi chao, hắn là một kẻ chẳng ra gì, đừng nhắc tới nữa. Như thế là hủy bán tha nhân vậy. Bán pháp tức là hủy bán Phật pháp, hủy bán chư tăng ni, khinh chê lời Phật dạy. Phá trai, phá giới: nếu quý vị đã nguyện là chỉ ăn chay, xong lại không giữ giới, tùy tiện ăn thịt, như thế tức là quý vị phá trai vậy. Nếu quý vị thọ giới mà lại không giữ giới, cứ làm những điều trái với giới luật, thì đó gọi là phá giới. Phá chùa, hủy tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh thanh tịnh. Phá chùa, hủy tháp tức là phá hoại, triệt hạ chùa chiền và tháp miếu thờ Phật. Trộm của tăng kỳ là lấy cắp đồ đạc của người xuất gia. Làm nhơ phạm hạnh thanh tịnh là khiến cho người đang tu hành thanh tịnh bị ô uế, không giữ được hạnh trong sạch nữa. Những tội lỗi kể trên đều rất nghiêm trọng. Tuy thế, nếu quý vị đã trót phạm mà nay lại có thể thành tâm trì tụng chú Đại Bi, thì bao nhiêu nghiệp ác tội nặng như thế đều được dứt sạch. Kinh văn: âm, duy trừ nhất sự, ư chú sanh nghi giả, nại chí tiểu tội khinh nghiệp, diệt bất đắc diệt, hà huống trọng tội, tùy bất tức diệt trọng tội, do năng viễn tác bồ đề chi nhân. Nghĩa: chỉ trừ một việc, nếu đối với thần chú còn sanh lòng nghi, thì ngay cả tội nhỏ, nghiệp nhẹ cũng không được tiêu trừ, huống hồ tội nặng. Tuy không thể tức khắc tiêu trừ được tội nặng, song vẫn có thể làm nhân xa của bồ đề. Lược giảng: tuy nhiên, chỉ trừ một việc, câu này vô cùng quan trọng. Vậy thì ngoại trừ trường hợp nào? Đó là trường hợp nếu đối với thần chú còn sanh lòng nghi. Nếu quý vị cứ phân vân, không biết chú này có linh nghiệm như thế thật không nhỉ? Có thật là có sự màu nhiệm đến thế không? Tuy nói rằng trì tụng chú này thì được cảm ứng, nhưng đó chỉ toàn là nghe người ta kể lại, chứ mình vẫn chưa được chứng kiến tận mắt. Chẳng biết có đúng là như vậy hay không. Tức là quý vị không có lòng tin đối với thần chú. Mà hễ quý vị không tin thì thế nào? Thì sẽ hoàn toàn không linh nghiệm. Vì sao ư? Bởi vì quý vị không đặt trọn lòng tin nơi thần chú. Thí dụ, khi quý vị nhờ bạn bè làm giùm một việc gì đó, thì quý vị cần phải thật tâm tín nhiệm họ. Bằng không, họ sẽ chẳng muốn giúp quý vị. Tương tự như thế, quý vị cần phải tuyệt đối tin tưởng vào thần chú này. Bằng không, thì ngay cả tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu trừ. Đối với thần chú còn sanh lòng nghi,
cũng có nghĩa là không y giáo phụng hành, không làm đúng theo các đạo lý bao hàm trong thần chú. Thí dụ, Quán Thế Âm Bồ Tát căn dặn là hành giả mỗi ngày phải tụng chú Đại Bi đủ 5 biến, thì quý vị không tụng 5 biến mà lại tụng 4 biến, còn nói rằng bớt đi một biến thì đâu có gì quan trọng, tụng nhiều hay ít thì cũng vậy thôi, miễn có tụng là được rồi. Thế là hôm nay lười biếng nên chỉ tụng một biếng rồi nghỉ, hôm sau siêng năng hơn nên tụng luôn một lúc đến 100 biếng để bù lại. Như vậy thì có khác gì hôm nay ăn một lúc hết 20 chén cơm rồi sang ngày mai thì không ăn gì cả. Không ăn gì cả thì đói chịu không nổi, còn ăn luôn 20 chén cơm thì bụng no anh ách cũng chẳng dễ chịu tí nào. Việc tụng chú Đại Bi tùy về hình tướng thì không hoàn toàn giống như việc ăn cơm, song tính cách thì cũng tương tự. Trong kinh đã dặn mỗi ngày tụng 5 biến thì chúng ta phải mỗi ngày chăm chỉ tụng đủ 5 biến, nhất định phải đều đặn như thế, chứ đừng tụng 6 biến mà cũng chớ nên tụng 4 biến. Có người phân trần, tôi vốn kém trí nhớ nên cứ lẫn lộn, không biết là mình đã tụng đủ 5 biến hay chỉ mới tụng 4 biến. Nói như thế, tức là quý vị hoàn toàn chẳng có tụng niệm gì cả, bởi quý vị không thể nhớ được kia mà. Tụng được bao nhiêu biến mà chính mình cũng không nhớ rõ, thì một biến cũng chẳng thành lập. Do đó, quý vị cần phải ghi nhớ cho rõ ràng, rành mạch. Lại có người thắc mắc, tôi vừa bắt đầu niệm chú thì đầu óc cứ mơ mơ màng màng, như thế có kể là tụng không? Như thế thì không kể, đó là ngủ gà ngủ gật chứ không phải là tụng chú. Có người thì kể lể, mỗi lần tôi tu pháp là hai mắt cứ ríu lại không mở ra được. Như thế cũng không tính, bởi quý vị chỉ tu niệm một cách hồ đồ, điên đảo, thiếu sáng suốt. Quý vị cần phải y theo giáo pháp mà tu tập trong sự tỉnh táo, minh mẫn mới được. Cũng có người tự biện hộ rằng tôi chỉ phạm một vài sai sót nho nhỏ thôi thì chắc cũng không sao, vị thần của chú không thể nào biết được. Hiện tại tôi chưa tụng chú thì vị chú thần chưa đến. Vậy tôi có uống chút xíu rượu cũng chẳng hề gì. Suy nghĩ như thế tức là quý vị còn sanh lòng nghi, không có tín tâm đối với chú. Phải như thế nào mới gọi là thật sự có tín tâm đối với chú? Phải thành khẩn, không mảy may gợn chút hoài nghi, và phải theo đúng khuôn phép, nề nếp mà tu hành. Huống hồ tội nặng, tội nhỏ nghiệp nhẹ mà con không tiêu trừ được, thì tội lớn nghiệp nặng thì càng khó thể tiêu trừ hơn nữa. Tuy không thể tức khắc tiêu trừ được tội nặng, song vẫn có thể làm nhân bồ đề về lâu xa. Mặc dù quý vị tụng chú với lòng nghi thì tội nặng không thể được tiêu trừ ngay, song quý vị vẫn có thể gieo được cái nhân bồ đề cho chính mình về sau. Hạt giống bồ đề này đến một đại kiếp nào đó trong tương lai sẽ nảy mầm bồ đề và sẽ lớn mạnh, kết thành quả bồ đề. Cho nên một khi đã trồng cái nhân rồi thì sớm muộn gì nó cũng đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Kinh văn âm: Phục bạch Phật ngôn Thế Tôn, nhược chư nhân thiên tụng trì đại bi tâm chú giả, đắc thập ngũ chủng thiện sanh, bất thọ thập ngũ chủng ác tử giả. Nghĩa: Ngài lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu các hàng trời người tụng trì đại bi tâm chú thì sẽ được 15 loại thiện sanh và không phải chịu 15 loại ác tử. Lược giảng: Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu các hàng trời người tụng trì đại bi tâm chú thì sẽ được 15 loại thiện sanh. Thiện sanh tức là sự sinh sống tốt lành. Nếu loài người ở nhân gian hoặc chư thiên ở cõi trời có thể học thuộc và siêng năng thọ trì kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cùng chú Đại Bi,
thì họ sẽ được 15 việc tốt lành và không phải chịu 15 loại ác tử. Ác tử là những cái chết tức tuổi do rủi ro, bất trắc. Nếu quý vị thành tâm trì tụng chú Đại Bi thì sẽ tránh được 15 loại ác tử. Kinh văn: Âm, kỳ ác tử giả, nhất giả, bất linh kỳ cơ ngạ, khốn khổ tử, nhị giả, bất vi già cấm trượng sở tử, tam giả, bất vi oán gia thù đối tử, tử giả, bất vi quân trận tương sát tử, ngũ giả, bất vi hổ lang ác thú tàn hại tử, lục giả, bất vi độc xà ngoan yết sở trúng tử, thất giả, bất vi thủy hỏa phần phiêu tử, bát giả, bất vi độc dược sở trúng tử, cửu giả, bất vi cổ độc hại tử, thập giả, bất vi cuồng loạn thất niệm tử, thập nhất giả, bất vi sơn thọ nhai ngạn đọa lạc tử, thập nhị giả, bất vi ác nhân yếm mị tử, thập tam giả, bất vi tà thần ác quỷ đắc tiện tử, thập tứ giả, bất vi ác bệnh truyền thân tử, thập ngũ giả, bất vi phi phận tự hại tử. Nghĩa: các loại ác tử đó là: một là không bị chết vì đói khát khốn khổ; hai là không bị chết vì gông tùng đòn roi; ba là không bị chết vì oan gia thù nghịch; bốn là không bị chết vì chiến trận tương tàn; năm là không bị chết vì cọp sói ác thú tàn hại; sáu là không bị chết vì trúng độc rắn rết bò cạp; bảy là không bị chết vì nước cuốn lửa thiêu; tám là không bị chết vì trúng phải độc dược; chín là không bị chết vì cổ độc tác hại; mười là không bị chết vì điên loạn mất trí; 11 là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sập; 12 là không bị chết vì kẻ ác thư ếm; 13 là không bị chết vì tà thần, ác quỷ thừa cơ làm hại; 14 là không bị chết vì ác bệnh truyền thân; 15 là không bị chết vì tự sát, tự tử. Lược giảng. Quán Thế Âm Bồ Tát bạch với Đức Phật: các loại ác tử đó là: một là không bị chết vì đói khát, khốn khổ. Loại ác tử, cái chết xấu, thứ nhất là chết vì đói khát, khốn khổ. Nếu quý vị tụng trì chú Đại Bi thì sẽ không bao giờ bị đói khát, thiếu thốn. Đói khát là không có cơm ăn, nước uống, phải chịu đói, chịu khát mà chết. Khốn khổ tức là vô cùng vất vả, cực khổ, không được vui sướng, thảnh thơi. Còn người có thể bị chết do đói, do lạnh, hoặc do nghèo nàn khốn khó. Song nếu thành tâm trì tụng chú Đại Bi, thì chúng ta sẽ không phải lâm vào các hoàn cảnh đó. Hai là không bị chết vì gông, tù, đòn roi. Loại ác tử thứ hai là chết vì gông, tù, đòn roi. Gông là thứ hình cụ đeo ở cổ tội nhân. Ở Mỹ Quốc, không biết có thứ hình cụ này không? Chứ ở nước Trung Hoa thì thời xưa người ta thường trồng cái gông vào cổ của kẻ phạm pháp rồi bắt đi diễu qua các đường phố cho mọi người đều trông thấy. Quý vị nếu có thể thành tâm trì tụng chú Đại Bi thì sẽ không bị chết do phải mang gông cùm quá lâu, ngày, hoặc do tù đầy, khổ sở, và cũng không bị đánh đập đến gãy tay, gãy chân, đau đớn quá mà chết. 3. Là không bị chết vì oan gia thù nghịch. Loại ác tử thứ 3 là chết vì oan gia thù nghịch. Trên thế gian này, chúng ta hầu như ai cũng có oan gia đối đầu. Oan gia, kẻ có oán thù, tức là kẻ chỉ có thù hận, oán ghét, chứ không có thiện duyên với quý vị. Những kẻ cứ mang lòng thù hận cũng rất đáng thương, vì tâm tư họ luôn trĩu nặng một nỗi phẫn uất không thể nào giải tỏa được. Nói chung, họ bị bao phủ bởi một thứ oán khí, u ám,
và sống trong sự thù kết, hằn học. Tôi thù anh hận tôi. Chữ thù này cũng đồng nghĩa với chữ cừu, có nghĩa là căm ghét, thù hận. Người ta thường do những việc không ưng ý mà sanh ra thù hằn, chống đối lẫn nhau. 4. Là không bị chết vì chiến trận tương tàn. Loại ác tử thứ tư là chết vì chiến trận tương tàn. Những người có trì tụng thần chú Đại Bi thì cho dù phải ra chiến trường chiến đấu với địch quân cũng không bị chết vì tên bay, đạn lạc. Cho nên, nếu quý vị nào có nhiệm vụ huấn luyện binh lính thì hãy dạy cho họ trì niệm chú Đại Bi để đến khi giao chiến họ không bị trúng đạn mà tử thương. Thế nhưng, nếu quý vị dùng chú Đại Bi để huấn luyện binh lính đi gây chiến thì tuy không bị tử trận, song cũng chẳng thể đánh thắng được. Đó là vì Bồ Tát không muốn nhân loại gây khởi chiến tranh, chém giết lẫn nhau. 5. Là không bị chết vì cọp, sói, ác thú tàn hại. Loại ác tử thứ 5 là chết vì bị cọp, sói, ác thú tàn hại. Nếu quý vị trì tụng chú Đại Bi thì sẽ không bị cọp beo, chó sói hoặc những thú dữ khác cắn chết hay tàn hại. 6. Là không bị chết vì trúng độc rắn, rết, bò cạp. Loại ác tử thứ 6 là chết vì bị trúng độc của rắn, rết, bò cạp. Rắn, rết, một loại rắn thân màu đen tuyền, và bò cạp đều có nọc độc. Người nào chẳng may trúng phải nọc độc của chúng thì đành bó tay chịu chết, vô phương cứu chữa. Tuy nhiên, nếu quý vị trì tụng chú Đại Bi thì sẽ không bị nọc của các độc trùng đó làm hại đến tánh mạng. 7. Là không bị chết vì nước cuốn, lửa thiêu. Loại ác tử thứ 7 là chết vì bị nước cuốn, lửa thiêu. Người trì tụng chú Đại Bi thì xuống nước không chìm, vào lửa không cháy. Thế nào là xuống nước không chìm, vào lửa không cháy? Trước đây, tôi có kể cho quý vị nghe một công án về vấn đề này. Song vẫn có nhiều người chưa được nghe. Vậy hôm nay, tôi kể lại một lần nữa. Thuở trước, có một đạo sĩ nọ chuyên tu luyện công phu xuất huyền nhập tẩn. Công phu xuất huyền nhập tẩn là gì? Người luyện được công phu này thì có thể khiến cho một hình nhân nho nhỏ xuất ra từ đỉnh đầu của mình để đi đây đi đó, và rồi vẫn có thể trở về nhập vào xác thân lại như cũ. Hình nhân xuất ra gọi là xuất huyền, trở về lại với nhục thân gọi là nhập tẩn. Vị đạo sĩ xuất huyền nhập tẩn này thường đi khắp nơi để tham vấn, học hỏi. Một hôm, ông đi ngang qua một ngôi chùa nhỏ. Trong chùa chỉ có một thầy tỳ kheo già và một chú sa di còn nhỏ tuổi ở đó tu hành. Bấy giờ, trời cũng vừa sập tối. Ông bèn vào chùa xin tá túc qua đêm. Đến khuya hôm ấy, vị đạo sĩ ngồi tĩnh tọa, dùng công phu xuất huyền mà xuất ra ngoài dạo chơi. Ông tới thăm Nhật Bản, rồi sang Đức, sang Úc. Tuy những nơi đó toàn là người ngoại quốc và ông cũng chẳng hiểu được ngôn ngữ của họ, song ông vẫn muốn viếng thăm các danh lam thắng cảnh cho thỏa lòng hiếu kỳ. Ông cứ thong thả dạo khắp đó đây, ung dung chiêm ngưỡng các kỳ quan của thế giới. Rất có thể là ông cũng có đến Hoa Kỳ và ngắm phía cầu Kim Môn, Golden Gate Bridge. Ồ, cầu Kim Môn có kiến trúc đẹp thật, quả là một công trình vĩ đại. Rồi mãi mê nhìn ngắm đến quên mất chuyện trở về. Sáng sớm hôm sau, lúc ăn điểm tâm, vị tỳ kheo già bảo chú Sa Di: "Con hãy vào mời ông khách ngủ trọ hôm qua ra dùng điểm tâm." Chú Sa Di đến phòng dành cho vị đạo sĩ thì thấy ông đang ngồi yên bất động. "Ồ, ông ấy ngồi mà viên tịch rồi." Thế là chú hớt hải chạy đi báo cho vị tỳ kheo hay: "Sư phụ ơi, ông khách xin tá túc tối qua đã viên tịch rồi."
Vị tỳ kheo vội vã vào xem thì thấy quả thật vị đạo sĩ đã chết rồi. Thật ra đó là vì trong khi xuất huyền thì nhục thân của ông đạo sĩ nọ không còn hô hấp mà tim mạch cũng ngừng đập, nên tình trạng lúc ấy trông chẳng khác gì một xác chết vậy. Vị tỳ kheo già bảo: "Ồ, ông ấy chết thật rồi, thôi thì chúng ta hãy làm lễ hỏa táng cho ông ấy vậy." Và chẳng mấy chốc thì nhục thân của vị đạo sĩ đã trở thành một đống tro tàn. Bấy giờ, vị đạo sĩ sau khi xuất huyền đi du ngoạn thỏa thích rồi mà không tốn tiền mua vé máy bay, bèn tính chuyện trở về để nhập tẩn. Trở về mới hay nhục thân của mình không còn ở chỗ cũ nữa, ông hốt hoảng lùng kiếm khắp nơi song vẫn không tìm ra. Thế là tối đến, ông liền tới ngôi chùa nhỏ nọ quát hỏi om sòm: "Các người đem cái nhà của ta đi đâu? Hãy trả nhà lại cho ta." Nhà là ám chỉ nhục thân của ông. Vị tỳ kheo già cùng chú Sa Di nghe thấy thì kinh ngạc nhìn nhau: "Ai thế? Ai nói gì đấy?" Bởi vì tuy cũng là người tu hành, song họ chưa có được ngũ nhãn lục thông, bằng không họ có thể nhìn thấy và biết rằng vị khách hôm nọ đã trở về. Chính vì chỉ nghe có tiếng nói chứ không thấy dáng người, nên cả hai thầy trò đều cho rằng đó là ma quỷ đến quấy phá. "Ồ, đó hẳn là hồn ma của ông khách hôm nọ trở về đòi nhà chứ gì." Hôm đầu tiên thì đêm đến, hồn ma của vị đạo sĩ mới tới chùa để đòi nhà. Nhưng qua hôm sau thì trời vừa nhá nhem tối là ông đã đến rồi. Và kể từ đó, hôm nào ông cũng đến. Có lúc ngay cả giữa ban ngày mà ông cũng đến kêu réo đòi nhà. Trong khoảng hơn một tháng, ngày nào ông cũng đến chùa nàng nạc đòi nhà như thế, khiến cho lão tỳ kheo và chú Sa Di sanh lòng sợ hãi. Chợt, trong chùa có ma thật rồi, thế này thì e rằng chúng ta phải lánh đi nơi khác mà thôi, không thể nào ở đây được nữa. Thế là họ quyết định bỏ chùa mà đi. Chiều hôm đó, hai thầy trò đang chuẩn bị để ngày mai dọn đi, thì có một nhà sư đến xin tá túc. Bấy giờ, vị tỳ kheo già bảo chú Sa Di: "Con hãy thưa với ông ấy rằng chúng ta hiện nay không cho khách ngủ trọ nữa. Lần trước đã xảy ra chuyện rắc rối quá rồi." Chú Sa Di thưa lại với vị sư mới đến: "Xin thầy hãy đến nơi khác tá túc. Chùa chúng con hiện nay không cho ngủ trọ nữa ạ." Vị sư nọ gàn hỏi: "Nhà chùa hiện nay không cho ngủ trọ nữa ư? Như thế có nghĩa là trước kia thì chùa vẫn cho khách ngủ trọ, vậy thì tại sao bây giờ lại không cho nữa? Chủ có thể cho ta biết nguyên do chăng?" Chủ Sa Di bèn kể lể sự tình: "Bởi vì trước kia có một ông khách xin tá túc và rồi viên tịch tại đây, chúng con đã hỏa thiêu nhục thân của ông ấy. Bây giờ ngày nào hồn ma của ông ấy cũng đến đòi nhà, cho nên nay nhà chùa không dám cho khách ngủ trọ nữa. Vả lại, chùa chúng con cũng sắp dọn đi nơi khác rồi." Vị sư nọ gật gù: "Ồ, thì ra là như thế. Không sao, ta có thể trị được ma quỷ. Ta có cách khiến cho con ma đó phải chịu đầu hàng, tòng phục." Nghe vị sư nói như thế thì chú Sa Di mừng rỡ reo lên: "Thế thì để con vào thưa lại với sư phụ, xem sư phụ định liệu ra sao." Nói dứt lời, chú hớn hở chạy về liêu phòng, bạch cùng vị tỳ kheo: "Bạch sư phụ, ông sư mới đến ấy bảo rằng có thể trị được ma quỷ. Ông ấy muốn ngủ trọ một đêm, chẳng hay sư phụ có bằng lòng chăng?" Vị tỳ kheo đáp với vẻ đắn đo: "Ấy, ông ta nói trị được ma quỷ là nói gạt con đấy. Chúng ta là người xuất gia mà đều không trị được ma quỷ. Ông ấy cũng như chúng ta thôi, thì làm sao mà trị được chúng? Mà thôi, bất luận có trị được hay không, thì chúng ta cũng cứ để cho ông ấy tá túc một đêm rồi hẳn hay."
chủ ý của vị tỳ kheo là cứ thử xem sao. Vị sư nọ nếu trị được con ma này thì tốt, mà dẫu không trị nổi nó thì cũng không sao, đằng nào ông ta cũng chỉ ở nhờ có một đêm. Và thế là vị sư nọ được mời ở lại chùa. Bấy giờ vị sư nọ hỏi hai thầy trò: chẳng hay ông khách nọ chết ở phòng nào, bây giờ ông ta đòi trả nhà, thế thì ông ta ở đâu chui ra mà đòi nhà? Vị tỳ kheo đáp: ông ấy ở tại liêu phòng phía tây. Ông ấy đến hôm trước thì hôm sau viên tịch, và cũng từ đó bắt đầu có ma quỷ đến đòi nhà. Hễ mặt trời vừa lặn là ông ấy lại đến. Theo thầy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Vị sư nói: dễ thôi, xin sư phụ hãy chuẩn bị cho tôi một chậu nước thật lớn, đồng thời đốt một đống lửa trong phòng của tôi. Sư phụ hãy làm theo lời tôi dặn đi, rồi đâu sẽ vào đấy thôi. Tối hôm đó, quả nhiên có tiếng kêu réo: bớ các người đem cái nhà của ta đi đâu, hãy trả nhà lại cho ta, mau lên. Khi ấy, nhà sư biết trị quỷ mới cất tiếng hỏi: nhà của ông ư? Nhà của ông ở trong chậu nước ấy, ông vào trong đó mà tìm. Thế là vị đạo sĩ liền nhảy vào chậu nước, loay hoay tìm kiếm rồi nói: không có. Vị sư nọ điềm nhiên hỏi lại: không có à? Thế thì phải ở trong đống lửa đằng kia đấy thôi, ông mau đến đó tìm thử xem. Ông đạo sĩ lại nhảy vào đống lửa, chạy vô chạy ra, sụt sạo một lúc lâu rồi thất vọng la lên: cũng không có, nhà của ta không có trong đống lửa này. Bấy giờ vị sư mới chậm rãi hỏi: này người thượng tọa, ông bây giờ xuống nước không chìm, vào lửa không cháy, thế thì ông còn tìm nhà để làm gì nữa? Nghe nói như vậy, vị đạo sĩ chợt khai ngộ: ừ nhỉ. Và từ đó ngôi chùa nhỏ được yên ổn, không bị ma quỷ quấy rầy nữa, và vị tỳ kheo già cùng chú Sa Di cũng không phải dọn đi nơi khác. Trên đây là một nguy cơ của việc sử dụng công phu xuất huyền nhập tẩn. Tuy là có thể dạo chơi khắp nơi tùy thích, nhưng nếu không gặp được người thông hiểu hoặc có kinh nghiệm về công phu này, rủi ro bị kẻ khác thiêu mất xác thân của mình thì sẽ không còn nhà mà trở về nữa. 8. Là không bị chết vì trúng phải độc dược. Loại ác tự thứ 8 là chết vì trúng phải độc dược. Thuở trước, tổ Bồ Đề Đạt Ma đã từng ăn thức ăn có trộn thuốc độc, và khi ngài nôn ra lại thì các thức ấy đều biến thành rắn cả. Đó là vì những kẻ đố kỵ ngài đã trộn nọc rắn vào thức ăn để đầu độc ngài. Song nhờ ngài trì tụng chú Đại Bi nên không bị chết bởi thuốc độc. Ngài bị đầu độc đến 6 lần. Sau cùng ngài tự nghĩ: cần gì mà phải rắc rối như thế nhỉ? Ta chỉ làm cho người khác thêm sanh ác tâm mà thôi. Và thế là tổ sư Bồ Đề Đạt Ma bèn giả vờ bị trúng độc mà chết. Chứ sự thật thì ngài không phải chết vì độc dược. Vì sao? Vì ngài có trì tụng chú Đại Bi. 9. Là không bị chết vì cổ độc tác hại. Loại ác tự thứ 9 là chết vì bị cổ độc tác hại. Ở Nam Dương, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và luôn cả ở tỉnh Quảng Đông, Trung Hoa, người ta có luyện được những loại thuốc độc cực mạnh và vô cùng lợi hại, gọi là cổ độc. Có rất nhiều loại cổ độc, có loại chỉ cần ăn một chút xíu, nhưng khi vào đến bụng thì nó lại phình to ra, khiến cho nạn nhân bị trướng bụng mà chết. Tuy nhiên, nếu quý vị thành tâm trì tụng chú Đại Bi thì không có độc chất nào có thể hại được quý vị. 10. Là không bị chết vì điên loạn, mất trí. Loại ác tự thứ 10 là chết vì bị điên loạn, mất trí. Người trì tụng chú Đại Bi thì không bị chết do điên cuồng, mê loạn, hoặc do đầu óc không được tỉnh táo. 11.
là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp. Loại ác tự thứ 11 là chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp. Những người chuyên tâm trì tụng chú Đại Bi thì không bị các cây to ngã xuống đè chết, không bị đá từ trên núi lăn xuống đè chết và cũng không bị tường thành đổ sập xuống đè chết. 12. Là không bị chết vì kẻ ác thư ếm. Loại ác tự thứ 12 là chết vì bị kẻ ác thư ếm. Có nhiều kẻ dùng ác chú để trù ếm, khiến cho người ta nằm mộng thấy những điều sợ hãi, hoặc dùng tà thuật để thư cho người ta chết. Kẻ ác thư ếm tức là kẻ ấy có tà chú nên có thể âm thầm ám hại người khác. Tương tự như trường hợp cô gái Ma Đăng Già dùng tà chú của phái ngoại đạo Hoàng Pháp Tóc Vàng để bắt cóc tôn giả A Nan vậy. Tà chú có thể làm cho đầu óc người ta trở nên mê muội, không còn tri giác, cũng không còn sáng suốt để làm chủ chính mình nữa. Do đó, bị kẻ dùng chú khống chế, sai sử một cách dễ dàng. 13. Là không bị chết vì tà thần, ác quỷ thừa cơ làm hại. Loại ác tự thứ 13 là chết vì tà thần, ác quỷ thừa cơ làm hại. Quý vị trì tụng chú Đại Bi thì tà thần, ác quỷ không có cơ hội hãm hại hoặc giết chết quý vị. 14. Là không bị chết vì ác bệnh truyền thân. Loại ác tự thứ 14 là chết vì ác bệnh truyền thân. Người trì tụng chú Đại Bi thì không bị mắc phải ác bệnh. Ác bệnh tức là các loại bệnh trầm trọng, ngặt nghèo như bệnh tê bại, không nhúc nhích được, hoặc các bệnh nan y khác, cancer, ung thư, cũng thuộc loại ác bệnh vậy. Ở Hồng Kông, có một vị hòa thượng rất nổi tiếng, tên là Định Tây. Ông mắc bệnh cancer, và sau hơn một năm thì chết vì ác bệnh này. Tôi tin rằng, ông ta không thành tâm tin tưởng ở chú Đại Bi. Tuy rằng, ông bảo người ta tu hành, song chính bản thân ông lại chẳng mấy chú ý dụng công tu tập, cho nên mới mắc cancer. Tôi bảo cho quý vị biết, ông ta là người rất háo danh. Ở Hồng Kông, chuyên môn mua danh chuốc tiếng. Ông rêu rao cùng khắp cả Hồng Kông rằng Pháp Sư Độ Luân là đệ tử của ông ta. Thật là hoang đường, hoàn toàn không có chuyện đó. Tôi với ông ta phải nói là chẳng quen biết, chẳng liên can gì với nhau cả, thậm chí còn ở cách xa nhau cả mấy ngàn dặm đường. Lúc tôi còn ở Đông Bắc thì ông ta hoàn toàn không biết gì về tôi cả. Chỉ có sau khi tôi đến Hồng Kông thì số người tín ngưỡng tôi rất đông đảo. Ông bèn nói với mọi người rằng tôi là đệ tử của ông, bởi rất nhiều người tin tưởng tôi. Vậy nếu ông ta là sư phụ của tôi thì đương nhiên là ai nấy sẽ càng tôn kính ông ta hơn nữa. Cũng tương tự như trường hợp một vị pháp sư nọ nói Hư Vân Lão Hòa Thượng là đệ tử của y vậy. Lúc tôi ở Hồng Kông, có một người họ Trương mắc bệnh cancer mà 6 vị bác sĩ nổi tiếng là cao minh nhất của Hồng Kông thời ấy đều chẩn đoán về bệnh tình của anh ta rằng nội trong 100 ngày chắc chắn sẽ chết, không thể nào sống nổi. Họ Trương này quy y với tôi vào ngày 18 tháng 5 âm lịch, và sau lễ quy y thì tôi có khuyên anh ta nên phát tâm làm chút việc công đức. Tôi nói, nếu anh chịu làm đúng theo lời tôi dặn, thì tôi bảo đảm rằng không phải chỉ nội trong 100 ngày, mà ngoài 100 ngày, anh vẫn chưa phải chết. Nhưng phải nhớ là làm theo cách tôi đã bảo. Tức là phải làm gì? Nhân vì lúc bấy giờ, người xuất gia từ Đại Lục, Trung Quốc, tị nạn sang Hồng Kông rất đông, có đến 3-4 ngàn vị, mà hầu hết đều bị thiếu thốn về mọi mặt. Tôi bèn khuyên họ Trương rằng, anh nên phát tâm cúng dường mỗi vị xuất gia 20 đồng và một xúc vải Hoa Kỳ. Một xúc vải có thể may được tới mấy bộ đồ.
Nếu anh có thể làm như thế để kết thiện duyên với những vị xuất gia này, tôi bảo đảm rằng anh sẽ chưa phải chết. Họ Trương liền phát nguyện, hứa sẽ y lời. Anh ta còn nói là nếu trong vòng 100 ngày mà anh ta không chết thì sẽ bố thí cho tôi 200.000 Mỹ Kim. Anh ta là một người rất giàu có ở Hồng Kông, tài sản có đến bạc tỷ, song đều là do làm ăn bất chánh mà có được. Đến kỳ hạn 100 ngày mà bác sĩ đã chẩn định, họ Trương quả nhiên vẫn chưa chết. Trong thời gian này, vị hòa thượng bị cancer mà tôi nói ban nãy, bấy giờ chưa bị cancer, có giúp họ Trương lạy sám hối. Lạy sám gì? Lạy dược sư sám. Mỗi tuần, mỗi lạy sám dược sư. Thấy đã quá 100 ngày mà họ Trương vẫn chưa chết, vị hòa thượng nọ bèn kể lễ với anh ta rằng đó là nhờ công đức bái sám của mình. Thật ra, chỉ vì họ Trương là người giàu có, chứ nếu là kẻ không có tiền, thì ông hòa thượng nọ nhất định chẳng chịu bái sám cho. Và rốt cuộc là họ Trương nọ với tôi thì chẳng thực hiện lời hứa. Còn vị hòa thượng nọ thì đã có công bái sám nên được tặng cho 5.000 đồng. Vị hòa thượng đó còn nói với họ Trương, 5.000 đồng này là phí tổn hành lễ bái sám. Nhờ công đức bái sám này mà anh khỏi phải chết đấy. Người họ Trương này chính là Trương Ngọc Giai. Sau đó, họ Trương sống thêm được 8 năm nữa. Vào tháng giêng năm ấy, nhân ngày đầu năm, tôi nói với mọi người rằng năm nay, nếu Trương Ngọc Giai có gặp phải chuyện gì mà đến khẩn cầu tôi, thì cho dù anh ta có quỳ trước cửa đến 3 năm đi nữa, tôi cũng chẳng ngó ngàng tới. Bởi tôi chờ đợi đã 8 năm rồi mà anh ta vẫn chưa chịu thực hiện lời nguyện. Tôi không thể xem đó như món nợ, phải đi đòi. Anh chưa chết, thế thì phải đưa tôi 200.000 Mỹ Kim. Tôi không làm như thế được, cho nên tôi chỉ tuyên bố. Tôi đợi đã 8 năm rồi mà anh ta vẫn không phát tâm. Vậy bắt đầu từ hôm nay trở đi, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra cho Trương Ngọc Giai, tôi đều không biết đến. Sau khi tôi tuyên bố như thế, chưa được bao lâu, Trương Ngọc Giai bệnh nặng trở lại và lâm vào tình trạng nguy kịch. Họ Trương bèn bảo người nhà đến tìm tôi, nhưng bao nhiêu lần tôi đều từ chối không gặp, thậm chí không mở cửa cho họ vào nữa. Các người đến tìm tôi, xong tôi không muốn tiếp các người. Đây là một việc mà hầu hết những người xuất gia ở Hồng Kông chẳng mấy ai làm được. Người giàu có như thế, đến thăm mà còn không chịu tiếp, không cho gặp mặt thì thật là không thể hiểu nổi. Cho nên tôi bị rất nhiều người phê bình, thật là không thông hiểu Phật Pháp gì cả. Người ta tới xin gặp mà cứ không chịu cho gặp. Có một lần, họ Trương cho người mang đến tặng tôi 200 đồng. Tôi ném tiền ra ngoài cửa, trả lại cho y. Do đó, những người xuất gia ở chỗ vị hòa thượng nọ đều bất bình và chỉ trích tôi. Ông ta không phải là người xuất gia, người ta cúng dường mà không chịu nhận, lại còn ném trả lại nữa. Tại sao ông ta lại quá quắt đến thế? Thật là chẳng biết điều chút nào. Khoảng chừng 3 tháng sau thì Trương Ngọc Giai chết vì chứng cancer. Chẳng bao lâu sau thì vị hòa thượng nọ cũng bị cancer. Bấy giờ có ai bái sám cho ông ta thì ông cũng không khỏi bệnh được. Ông ta có thể bái sám cho người khác được khỏi bệnh. Thế mà bây giờ tất cả hòa thượng ở Hồng Kông đều bái sám niệm Phật cho ông ta thì lại không linh nghiệm. Bệnh ông ta vẫn không thuyên giảm. Sau đó khoảng hơn một năm thì ông sư phụ giả mạo của tôi tạ thế. Đó cũng là chết vì ác bệnh truyền thân vậy. 15. Là không bị chết vì tự sát, tự tử. Loại ác tự thứ 15 là chết vì tự sát, tự tử. Tự sát, tự tử, phi phận tự hại, tức là tự đi tìm cái chết cho mình bằng cách uống thuốc độc, treo cổ, nhảy xuống giếng,
leo xuống biển hoặc vô số cách khác. Vì chính mình không còn muốn sống nữa, người trì tụng chú Đại Bi thì không bao giờ tự hủy hoại đời mình. Kinh văn. Âm: tụng trì Đại Bi thần chú giả, bất bị như thị thập ngũ chủng ác tử giả, đắc thập ngũ chủng thiện sanh giả. Nhất giả, sở sanh chi xứ, thường phùng thiện vương. Nhị giả, thường sanh thiện quốc. Tam giả, thường trị hảo thời. Tứ giả, thường phùng thiện hữu. Ngũ giả, thân căn thường đắc cụ túc. Lục giả, đạo tâm thuần thục. Thất giả, bất phạm cấm giới. Bát giả, sở hữu quyến thuộc, ân nghĩa hòa thuận. Cửu giả, tư cụ tài thực, thường đắc phong túc. Thập giả, hằng đắc tha nhân, cung kính phù tiếp. Thập nhất giả, sở hữu tài bảo, vô tha kiếp đoạt. Thập nhị giả, ý dục sở cầu, giai tức xưng toại. Thập tam giả, lòng thiền thiện thần, hằng thường ủng vệ. Thập tứ giả, sở sanh chi xứ, kiến Phật văn pháp. Thập ngũ giả, sở văn chánh pháp, ngộ thậm thâm nghĩa. Nghĩa: người nào tụng trì thần chú Đại Bi thì chẳng những không bị 15 loại ác tử như thế, mà còn sẽ được 15 loại thiện sanh. Một là sanh ra ở nơi thường gặp bậc thiện vương. Hai là thường sanh ra ở thiện quốc. Ba là thường gặp thời đại tốt. 4. Là thường gặp thiện hữu. 5. Là thân căn thường được đầy đủ. 6. Là đạo tâm thuần thục. 7. Là không phạm cấm giới. 8. Là tất cả quyến thuộc đều hòa thuận, có ân nghĩa. 9. Là đồ dùng, tiền tài, vật thực thường được đầy đủ. 10. Là luôn được người khác cung kính, giúp đỡ. 11. Là tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt. 12. Là những việc mong cầu đều được toại nguyện. 13. Là long, thiên, thiện thần thường theo ủng hộ. 14. Là sanh ở nơi nào cũng được thấy Phật, nghe Pháp. 15. Là được nghe chánh Pháp và tỏ ngộ nghĩa lý thâm sâu. Lược giảng. Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch cùng Đức Thế Tôn: người nào tụng trì thần chú Đại Bi thì không bị 15 loại ác tử như vậy, mà sẽ được 15 loại thiện sanh. 15 thứ thiện sanh đó là gồm những gì? 1. Là sanh ra ở nơi thường gặp bậc thiện vương. Nếu quý vị tụng trì chú Đại Bi thì sẽ được sanh trưởng ở những đất nước có vị quốc vương biết tu ngũ giới và hành thập thiện. 2. Là thường sanh ra ở thiện quốc. Thiện quốc tức là một đất nước không có chiến tranh, loạn lạc, không có giặc giã, đao binh, không có lũ lụt, hỏa hoạn và cũng không có các bệnh dịch hoành hành. Ngoài ra, dân chúng ở đất nước đó đều là những người rất lương thiện. Ai nấy đều chung sống hòa thuận, chứ không tàn sát lẫn nhau. 3. Là thường gặp thời đại tốt. Trì tụng chú Đại Bi, quý vị sẽ được sanh vào thời thái bình thịnh trị, không gặp cảnh chiến tranh, giặc giã. 4. Là thường gặp thiện hữu. Thiện hữu tức là những người bạn tốt, biết khuyến khích quý vị học tập Phật Pháp, chăm chỉ tu hành. 5. Là thân căn thường được đầy đủ. Nếu quý vị thường niệm chú Đại Bi, thì 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của quý vị đều vô cùng xinh đẹp, viên mãn. 6. Là đạo tâm thuần thục. Thuần tức là thuần nhất, không hỗn tạp, không xen lẫn gì cả. Thục tức là thành thục, chín mùi. Vậy, nếu quý vị tụng trì chú Đại Bi, thì cái tâm thuần thành tu đạo của quý vị chẳng những kiên cố mà còn sắp thành thục nữa. 7. Là không phạm cấm giới. Phàm là tu đạo, hệ quý vị thọ giới nào rồi thì không được vi phạm giới đó. Trong giới luật có bảo quý vị chớ làm việc gì đó,
song quý vị vẫn cứ làm, như thế là phạm cấm giới vậy. 8. Là tất cả quyến thuộc đều hòa thuận, có ân nghĩa. Tất cả bà con họ hàng của gia đình quý vị đều biết cảm ơn báo đức lẫn nhau. Quý vị tử tế với họ và họ cũng tử tế với quý vị. Không ai có lòng ích kỷ hoặc mưu đồ lợi lộc riêng tư. 9. Là đồ dùng, tiền tài, vật thực thường được đầy đủ. Quý vị được sở hữu rất nhiều tài bảo, vật dụng, đồ ăn, thức uống và luôn luôn sống trong sự sung túc, dư dả, không bao giờ bị thiếu thốn. 10. Là luôn được người khác cung kính, giúp đỡ. Hễ ai gặp quý vị cũng đều tỏ ra cung kính và sẵn lòng giúp đỡ quý vị. 11. Là tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt. Các tài bảo của riêng quý vị thì không bị người khác đến tranh giành, cướp đoạt. 12. Là những việc mong cầu đều được toại nguyện. Quý vị ao ước điều gì thì cũng đều được thỏa mãn, vừa lòng đẹp ý. 13. Là Long, Thiên, Thiện Thần thường theo ủng hộ. Thiên, Long, Bát Bộ cùng tất cả Thiện Thần đều luôn luôn phù hộ, che chở cho quý vị. 14. Là sanh ở nơi nào cũng được thấy Phật, nghe Pháp. Nếu quý vị trì tụng chú Đại Bi thì sanh ra ở xứ sở nào cũng đều được thấy Phật và được nghe Pháp. Nay tuy Đức Phật đã nhập Niết Bàn, song chúng ta trông thấy tượng Phật thì cũng như được thấy Phật và nghe giảng Phật Pháp, tức là được nghe Pháp vậy. 15. Là được nghe chánh Pháp và tỏ ngộ nghĩa lý thâm sâu. Những điều quý vị được nghe thì đều thuộc về chánh Pháp và quý vị có thể hiểu được những đạo lý rất thâm sâu. Kinh văn âm: Nhược hữu tụng trì Đại Bi Tâm Đà La Ni giả, đắc như thị đẳng thập ngũ chủng thiện sanh giả, nhất thiết thiên nhân ưng thường tụng trì, vật sanh giải đãi. Nghĩa: Nếu người nào trì tụng Đại Bi Tâm Đà La Ni thì sẽ được 15 chỗ thiện sanh như thế, tất cả hàng trời người nên thường xuyên trì tụng, chớ sanh biến nhát. Lược giảng: Nếu người nào trì tụng Đại Bi Tâm Đà La Ni thì sẽ được 15 chỗ thiện sanh như thế, tất cả hàng trời người nên thường xuyên trì tụng, chớ sanh biến nhát. Hết thảy thiên nhân trên các cõi trời cũng như loài người chúng ta ở chốn nhân gian đều nên chuyên cần trì tụng chú Đại Bi và phải nhớ kỹ là đừng lười biếng, sao lãng. Chúng ta cần phải nhớ là chớ nên tham ăn, tham ngủ. Nếu quý vị có thể chú trọng việc trì niệm chú Đại Bi như việc ăn uống, quan tâm đến việc trì tụng chú Đại Bi như việc ngủ nghỉ thì tốt biết bao. Hễ hôm nào mà không tụng chú Đại Bi là tôi cảm thấy như thiếu ăn, thiếu ngủ vậy. Quý vị hãy xem, việc trì niệm chú Đại Bi cũng thiết yếu như việc ăn uống, ngủ nghỉ, chớ nên giải đãi, lười biếng. Chuyển cái tâm thích ăn thành cái tâm thích trì tụng chú Đại Bi. Đổi cái tâm thích ngủ thành cái tâm thiết tha tụng trì Đại Bi chú. Quý vị xem, như thế chẳng phải là kỳ diệu sao? Ha ha ha,